Tập 14. Cứ như vậy, em đã đến Trùng Khánh, cũng tiến vào trong cuộc sống của anh. Là tôi hại chị kế không? Hại Tiểu Ha. Tôi đã khiến thằng bé mất đi mẹ khi còn nhỏ như vậy. Cho dù tôi làm gì, tôi cũng không thể đền bù lại cho tội lỗi của mình. Tôi không nên được tha thứ. An tâm, an tâm, không phải lỗi của em. Em không nên tự trách. Người thật sự có tội là Mao Phóng. Anh ta mới là tội nhân. Tôi rất hy vọng có thể mau chóng bắt được Mao Phóng về quy án, báo thù cho chị kế Hồng. Bây giờ điều tôi có thể làm là nuôi dưỡng Tiểu Hà khỏe mạnh nên người. An tâm, anh xin lỗi. Anh, bây giờ anh mới biết trước đây những sự suy đoán và hiểu lầm của anh với em đều đáng buồn cười đến mức nào. Anh tự cho mình là đúng, nói rằng em không tốt, dò xét em. Anh quá khốn nạn. Anh xin lỗi em. Không Dương Thụy, người nên xin lỗi là tôi. Là tôi không thành thật với anh, còn đem tới nhiều phiền phức cho anh như vậy, còn tạo thành nhiều hiểu lầm giữa anh với Trung Ninh. Không, người tạo ra hiểu lầm là Trung Ninh. Em biết không, cô ta lợi dụng cái đêm mà anh uống say, nói là anh đã xảy ra quan hệ với cô ta, còn nói đã mang thai con của anh.
Anh quá ngu ngốc. Vậy mà lại tin vào mấy lời lừa gạt của cô ta. Anh còn gì lòng trách nhiệm mà còn kết hôn với cô ta. Trong buổi lễ đính hôn hôm qua, anh chính tai nghe thấy cô ta nói với anh trai cô ta rằng vốn dĩ không hề mang thai con của anh. Anh và cô ta vốn không hề xảy ra bất cứ quan hệ gì. Cô ta vẫn luôn lừa dối anh. Nhưng em biết không, khi anh nghe thấy tin tức đó, trong lòng anh rất vui. Em biết tại sao không? Bởi vì anh có thể thẳng thắn vô tư bên cạnh em rồi. Chung nên cô ấy, cô ấy cũng vì yêu anh quá thôi. An tâm, người anh yêu là em. Anh không phải tự mình đa tình, đúng không? An tâm. Tôi không thể hại anh. Tôi không thể liên lụy anh. Anh sẽ tìm được cô gái phù hợp hơn với anh. Không đâu, thật đấy. Không đâu, an tâm. Anh chỉ yêu em. Những người khác anh không quan tâm, không quan tâm chút nào. Dương Thụy, anh vốn không biết. Anh ở bên cạnh em sẽ phải đối mặt với những gì đâu. Cho dù là cái gì, chúng ta cũng phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt. Anh sẽ xem Tiểu Hà như con ruột của anh. Anh sẽ yêu thằng bé. Anh muốn chăm sóc hai người cẩn thận. Còn về Mau Phóng, anh sẽ không để anh ta làm hại hai người. An tâm, em tin anh đi. Những chuyện khác để sau này từ từ rồi nói. Bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn của em và con. Hôm qua lúc Mao Kiệt gọi điện thoại cho anh, cậu ấy rõ ràng rất lo lắng. Nếu như anh không đoán sai, có phải cậu ấy đã phát hiện tung tích của Mao Phóng ở Trùng Khánh không? Người nên tới ắt sẽ tới. Trốn cũng không thể trốn thoát. Anh muốn làm gì? Anh thả em ra đi. Em nói cho anh biết An Tâm đang ở đâu. Anh sẽ thả em ra. Em đã nói với anh rồi. Em không biết. Em không biết. Trước đó sau khi Tiền Tam tìm em, em cũng đâu nhàn rỗi. Em làm cái gì anh không quản được đâu. Em cho anh biết, anh không thể tìm thấy An Tâm được. Em sẽ không để anh làm hại cô ấy. Em đúng là không có lương tâm. An Tâm đã hại chết chị dâu em, ép anh đến mức
ép anh đến mức biến thành như hôm nay. Còn em cảm thấy mình sống có tốt không? Đều là cô ấy hại em, hại chúng ta. Tại sao lại giúp cô ấy? Em giúp cô ấy là vì em biết những gì cô ấy làm không hề sai. Hơn nữa, em yêu cô ấy. Em yêu cô ta à? Vậy cô ta có yêu em không? Đồ ngu. Em là đồ ngu. Em bị cô ta lợi dụng mà còn không biết. Không, không hề. Cô ấy không hề lợi dụng em. Ai bảo em thế? Cô ấy tự nói với em. Trước đây cô ấy ở Trùng Khánh, em đã từng gặp qua cô ấy. Em lại tin cô ta? Mà không tin anh ruột của em à? Cô ấy không lừa em. Lời cô ấy nói đều là sự thật. Chỉ có em tin lời ma quỷ của cô ta thôi. Chị dâu em chết trong tay họ đấy. Bây giờ em giúp đỡ người đã hại chết chị dâu của em à? Em không hại chết chị dâu. Là anh đã hại chết chị ấy. Hôm đó sau khi em lên chuyến xe đó, cả cuộc đời của em đều bị quỷ hoại. Em tưởng anh muốn như vậy à? Người đón tiếp em là người mới. Anh không tin cô ta. Anh để em đi, nhưng anh vẫn luôn đi theo phía sau em. Hơn nữa anh không hề đem theo ma túy để trong rương đồ của em. Anh không muốn hại em. Rõ ràng anh có thể không làm, nhưng mà anh đã làm. Rồi còn giết người nữa. Giết chết một người vô tội. Anh không phải An Tâm hại anh, không phải em hại anh, mà là ma túy hại anh, hại cả nhà chúng ta. Em nói cái gì thế? Em điên rồi à? Em nói lung tung. Anh sẽ giết cô ta. An Tâm, tao nhất định sẽ giết mày. Không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Alo. Alo. 110 à?
Lớn rồi, cứng cánh rồi. Em dẫn con lên đó trước đi. Anh đi nói chuyện với cậu ấy. Lúc tôi vừa quen biết với An Tâm, có phải cậu đã quan sát tôi rồi không? Hôm đó sau khi cậu cứu tôi thật sự muốn làm bạn với cậu. Cho đến hội quán rèn luyện sức khỏe, cậu nói với tôi cô gái cậu thích tên An Tâm. Thật ra nghĩ lại, cậu không hề làm ra chuyện gì làm tổn thương tôi. Thật ra tôi rất muốn thúc đẩy cậu với Trung Ninh. Tôi hiểu, nếu như đổi thành tôi cũng sẽ làm như vậy. Cậu không cần tự trách. May mà tất cả đều đã qua rồi. Tôi với An Tâm, chúng tôi có duyên không phận. Vào giây phút anh tôi nổ súng bắn vào đồng nghiệp của cô ấy, tình cảm giữa tôi và cô ấy đều bị hủy cả rồi. Cậu có thể đảm bảo sẽ chăm sóc An Tâm thật tốt không? Cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm như vậy. Tôi phải đi đây. Cậu đi đâu? Tôi về Nam Tùng. Anh tôi dù sao cũng là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể để anh ấy lại không quan tâm. Tôi định giúp anh ấy mời một luật sư, cố gắng giúp anh ấy được xử lý khoan hồng. Những gì tôi có thể làm cho anh ấy chỉ có như vậy. Nhớ lấy. Chúng ta mãi mãi là bạn bè. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, được chứ? Bảo trọng. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu bắt nạt cô ấy, tôi nhất định sẽ cướp cô ấy đi. Đợi kiếp sau đi. Bảo trọng. Mau Kiệt anh ấy đi rồi, về Nam Tùng rồi. Tâm trạng của anh ấy vẫn ổn chứ? Hay không?
Khá tốt. Sao em lại nấu cháo? Anh còn định mang hai mẹ con ra ngoài ăn nữa. Ờ thì Tiểu Hà đói rồi, tôi nấu chút cháo cho thằng bé. Tiểu Hà đâu? Trong nhà vệ sinh. Mạo Phóng đã bị bắt rồi. Chị Kế Hồng ở dưới chính suối cũng có thể yên nghỉ rồi. Em định đợi tới khi Tiểu Hà khỏe lại sẽ dẫn thằng bé về Nam Tùng. Bây giờ vụ án của Mao Kiệt đã được phá, tôi muốn về đơn vị tiếp tục lập công chuộc tội. Quyết định rồi à? Quyết định rồi. Được, anh sẽ về cùng hai người. Nhà anh ở Trùng Khánh, ở đây có người nhà, có bạn bè của anh. Anh đã nói rồi, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em và Tiểu Hà, chăm sóc hai người cả đời. Ninh Ninh, anh bảo dì Trương nấu cho em ít tổ yến, em ra đây ăn đi. Ninh Ninh, em mà còn không ra nữa, anh sẽ xông vào đấy. Ninh Ninh, chào buổi sáng. Ninh Ninh, em định đi đâu vậy? Em muốn đến công ty. Em xem em bây giờ đi, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi. Anh, em đâu làm sai chuyện gì, tại sao lại phải sợ người khác? Em ổn lắm, thật sự rất ổn. Phó giám đốc Chung, cô tới rồi. Nói thường, ngày nào mà tôi không tới. Dọn dẹp gọn gàng đồ đạc, đưa đến phòng làm việc cho tôi. Alibaba ở nơi cách đó không xa, hét lớn với tảng đá to rằng: vậy rồi đây, chừng ơi mở ra. Ha ha, sao mua nhiều thứ quá chị? Đâu có bao nhiêu thứ, đây là đồ chơi, đều là ha ha tất cả. Ha ha, Transformer, còn cả Ultraman nữa. Còn có nhiều thứ nữa. Dương Thụy phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Đâu có bao nhiêu tiền, anh thích mua cho trẻ con thôi mà. Còn có súng nữa, có phải còn thích lắm không? Nhìn thấy chưa? Ultraman, Ultraman, thích không? Hôn chú một cái nào. Tức giận rồi à? Đừng mà, đừng tức giận nữa. Dương Thụy, chúng tôi ở nhà anh đã gây thêm rất nhiều phiền phức cho anh rồi. Anh lại tiêu tốn nhiều tiền cho chúng tôi như vậy. Tôi thật sự có hơi không biết làm sao. Em có còn nhớ anh từng nói với em một câu không? Có tiền khó mua chuyện làm anh vui. Anh chăm sóc em với Tiểu Hà, anh muốn làm hai người vui vẻ. Đây là phiền phức sao? An tâm, anh thích được nắm lấy tay em như thế này. Anh đã nghĩ rất lâu rồi. Dương Thụy, anh chơi với thằng bé đi.
Khi gà dơ chân lên, đá con quái thú. Quái thú phẫn nộ, dùng năng lượng của nó. Sau đó giơ xúc tu của mình ra, bóp thật chặt lấy cổ của Tiga, dẫn ra dòng điện của quái thú. Năng lượng của quái thú cuối cùng cũng bị Tiga tiêu hao hết. Dương Thụy, tôi đã đem thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh cho anh rồi. Tối nay anh tự hâm lại ăn nhé. Em vẫn định đi thật à? Mẹ, sao vậy Tiểu Hoa? Mẹ ơi, con muốn chơi với chú Dương, được không? Tiểu Hoa, nghe lời đi, chúng ta không thể làm phiền chú Dương mãi được. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, xin mẹ đấy. Tiểu Hoa, con xin mẹ mà. An tâm, xin mẹ đấy. Em để thằng bé ở lại đây đi. Bây giờ sức khỏe của nó cũng không tốt. Điều kiện ở đây tốt hơn chỗ em nhiều. Chỗ của em lạnh như vậy, chắc chắn thằng bé chịu không nổi. Chỗ này của anh cách bệnh viện cũng gần, khám bệnh cũng tiện. Như vậy đứa bé cũng không cần phải chịu khổ nữa. Suy nghĩ đến sức khỏe của đứa trẻ được không? Ở lại đi. Mẹ ơi, ở đây ấm áp. Được, mẹ đồng ý với con. Nào, mẹ thơm một cái. Chú thơm một cái. Anh làm sao vậy? Tìm anh cả buổi trưa, điện thoại cũng không gọi được. Tôi mất điện thoại rồi. Hôm nay tôi tới để từ chức với cô. Là chị Dương Thụy à? Trong nhà tôi có gì? Dẫn tôi đi hóng gió lần nữa đi. Tôi không muốn ở lại công ty. Dương Thụy, Dương Thụy thế nào rồi? Cô biết thì có thể làm thế nào? Chuyện đã thành ra như vậy rồi, vẫn nên để cậu ấy bình tĩnh lại thôi. Dương Mộc, anh nói xem, tôi thật sự khiến người khác không thể chịu nổi như vậy sao? Những thứ như tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Sao cô lại cứ phải cưỡng cầu làm gì? Như vậy đối với cô, đối với Dương Thụy đều không có chỗ tốt gì cả. Tôi cứ tưởng chỉ cần có hy sinh là sẽ có hồi báo, không ngờ kết quả là như vậy. Giám đốc Chung, nếu như cô thật sự xem tôi như bạn bè thì hãy nghe lời tôi. Thứ không thuộc về bản thân thì mau chóng buông tay đi, nếu không sẽ mang tới cho cô thương tổn lớn hơn. Bây giờ vấn đề không phải là buông tay hay không. Anh ấy đã làm tổn thương tôi rồi. Anh ấy bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích. Tới rồi. Sao lại mua nhiều quá vậy? Sao ăn hết được? Anh không biết Tiểu Hà thích ăn cái gì nên mua hết cả. Ăn không hết chúng ta mang về. Ăn khoai tây đi Tiểu Hà. Cảm ơn chú ạ. Không cần cảm ơn. Cẩn thận nóng. An tâm, bây giờ anh càng lúc càng cảm thấy chúng ta giống người một nhà rồi. Tiểu Hà là con chúng ta. Anh là bố, em là mẹ. Em cảm thấy thế nào? Thêm một miếng nào. Muốn được cầu tuột à? Đi, bố dẫn con đi. Sao anh không ăn? Quay về rồi ăn. Nào, đi thôi, đi thôi. Ha ha, ha ha, nhìn đây này.
không? Chúng ta đi đâu đây? Đi qua bên kia. Tiểu Hà, bộ quần áo này đẹp không? Đẹp à? Mẹ mặc sẽ đẹp lắm đúng không? Vâng. Mẹ thì sao? Mẹ ơi, qua đây. Tiểu Hà và anh đều cảm thấy em mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Vào trong thử đi. Anh lại nói lung tung rồi. Tiểu Hà cầm lấy đi. Nào mẹ ôm nào. Tới đây. An tâm. Anh mua một bộ cho em nhé. Mua hai bộ. Ba bộ. Ba chúng ta mỗi người một bộ. Phó giám đốc Chung, giám đốc Lưu của công ty Đại Bằng muốn gặp cô. Có cần tôi tìm cớ không tiếp không? Để anh ta vào đi. Vâng. Phó giám đốc Chung, nghe nói mới đó mà cô đã đi làm rồi. Hôm nay tôi đặc biệt tới thăm cô. Ngồi đi. Được. Anh tới để thăm tôi hay tới để chê cười tôi? Cô xem cô nói gì kìa. Sao có thể như vậy chứ? Trong chuyện này tôi kiên quyết đứng về phía cô. Dương Thụy ấy à, người anh em này của tôi, cậu ấy rất tùy ý, làm gì không đáng tin. Cô nói xem đó là hoàn cảnh nào, đúng không? Nói đi là đi. Vậy à? Nhưng tôi cảm thấy hôm qua anh chạy cùng anh ta nhanh lắm mà. Không phải cô xem hôm qua cậu ấy. Không phải tôi chỉ sợ cậu ấy xảy ra chuyện, nên hôm nay tôi mới tới đây giải thích với cô mà. Giải thích cái gì? Giải thích bởi vì anh quan tâm anh em của anh, sợ anh ta xảy ra chuyện nên mới đi sao? Hay là anh quan tâm hợp đồng của công ty anh? Giám đốc Chung, chuyện này Lưu Minh Hạo, tôi cho anh biết, Chung nên tôi không phải loại người đó. Chuyện làm ăn, chuyện nào ra chuyện đó, tôi sẽ không lấy chuyện này ra để đùa. Dần dần giám đốc Chung học cao hiểu rộng. Tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Đúng rồi. Cái này là Dương Thụy bảo tôi trả lại cho cô. Xe tôi để ở dưới lầu rồi. Anh nói cho Dương Thụy biết, Chung nên tôi không dễ bắt nạt vậy đâu. Tốt nhất bảo anh ta cẩn thận vào, đừng để tôi bắt được nhược điểm của anh ta. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng. Không phải cô. Ra ngoài. Ra ngoài đi. Xảy ra nhiều thay đổi như vậy, có lúc đến cả người lớn chúng ta cũng khó chấp nhận nổi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy một đứa trẻ như Tiểu Hà phải chịu đựng nhiều như vậy, mà tính cách vẫn cởi mở hồn nhiên. Tính cách của Tiểu Hà giống mẹ thằng bé. Hai mẹ con họ ai cũng cởi mở lạc quan. Nếu như không phải vì tôi. Em lại thế nữa rồi. Nói biết bao nhiêu lần rồi, không phải lỗi của em. Tại sao em cứ phải tự trách mình? Hơn nữa, chuyện đã xảy ra rồi, tự trách có tác dụng gì? An tâm. Tiểu Hà cần em. Cần em cho cậu bé hạnh phúc. Vì cậu bé, em nhất định phải kiên cường. Tôi thật sự sợ hãi bản thân.
không thể làm một người mẹ tốt. Bây giờ em đã là một người mẹ rất 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 tốt rồi. Em nhìn Tiểu Hà đi, khỏe mạnh vui vẻ như vậy, không phải đều nhờ em chăm sóc sao? An tâm, tất cả đều qua cả rồi, quên hết tất cả mọi chuyện không vui, sống hạnh phúc qua ngày tháng cùng Tiểu Hà đi. Anh tin chị Cái Hồng ở trên trời cũng hy vọng nhìn thấy các em như vậy. Lúc mẹ còn nhỏ, ồn ào tùy hứng, bà ngoại mẹ thường hát bài hát này để dỗ mẹ. An tâm, Tiểu Hà ngủ chưa? Sắp rồi. Còn chưa ạ? Đồ nghịch ngợm, ngủ mau lên, nghe lời nào. Trời âm u, mưa lâm trâm. Trời âm u, em hát rất hay. Nếu em cứ tiếp tục hát như vậy thì tốt quá. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Lại nghịch ngợm. Tiểu Hà, nên ăn cơm rồi. Đi rửa tay đi con. Được rồi, đừng giận nữa. Nghe lời mẹ, đi rửa tay đi. Đi. An tâm, hôm qua anh đến ngân hàng rút ít tiền, anh để trong ngăn kéo rồi. Em cứ xem đi rồi dùng. Dương Thụy, em... anh không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều. Còn nữa, em mau đổi điện thoại của em đi. Đã nát thế này rồi, hay là dùng cái mà anh mua cho em đi. Anh biết em không thích lãng phí đúng không? Nhận đi mà. Lại định nói cảm ơn. Tôi không muốn nói cảm ơn. Tôi muốn bảo anh lau mặt đi. Vậy em lau giúp anh đi. Anh đúng là nghịch ngợm thật. Cầm lấy. Hào Tử, tôi đang định gọi điện thoại cho cậu đây. Đang ở đâu đấy? Đưa xe của cậu qua cho tôi. Đừng quan tâm chuyện xe. Trung Ninh bảo tôi chuyển lời cho cậu. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Cậu mau ra đây đi. Vậy được rồi, buổi chiều gặp nhau. Bye bye. An tâm. Lưu Minh Hạo nói buổi chiều muốn gặp anh. Cậu ấy bảo Trung Ninh có lời muốn nhờ cậu ấy chuyển cho anh. Vậy anh đi đi. Em đi cùng anh đi. Tôi đi không tốt lắm đâu. Em nhất định phải đi với anh. Được không? Được. Tôi đi với anh. An tâm. Tới rồi à? An tâm. Nào ngồi đi. Con trai tôi đáng yêu đúng không? Con trai, gọi chú Lưu đi. Chú Lưu. Được, tốt. Nào mẹ ôm nào. Mẹ lau miệng cho con nhé. Dân. Đây, chỗ đầy xăng rồi. Cảm ơn. Khách sáo quá rồi. Nói đi, Trung Ninh bảo cậu nói gì với tôi. Đừng ấp ấp úng nữa, nói đi. Nếu không như vậy đi, tôi dẫn Tiểu Hà ra ngoài chơi. Các anh nói chuyện đi nhé, được không? Không cần.
Bình thường cậu nói chuyện như súng liên thanh ấy. Hôm nay làm sao vậy? Hết đạn rồi à? Có. Dương Thụy, tôi dẫn Tiểu Hà ra ngoài. Các anh cứ nói chuyện đi. An tâm, ngồi xuống. Thực ra không sao, chỉ là không phải hôm đó cậu chạy đi mất sao? Cảm thấy mất hết mặt mũi, nói mấy câu tức giận. Không có gì khác, cậu cứ nói thẳng đi. Rốt cuộc cô ta nói thế nào? Who's here?